Em chào chị Kim Phụng, số điện thoại là 0903 339461. Sau đây thì Vbox xin phép gửi tới chị video bóc máy. Đơn máy của mình là một combo Livebook Ares. Và chị có thể thấy đây là máy Livebook Ares. Máy vẫn còn nguyên siêu. Bên em sẽ bảo hành thông qua email của máy. Số email là K78ACT12011-8040. Bên em sẽ bảo hành trong vòng 1 năm và đổi mới trong vòng 1 tuần đầu nếu có lỗi do nhà sản xuất. Thường thì các dòng máy này nó ít khi bị lỗi, chủ yếu là màn hình nó hơi nhạy cảm một chút. Nên là khi sử dụng, chị cố gắng bảo quản màn hình cẩn thận hơn giúp bên em. Trong hộp máy thì sẽ bao gồm có máy đọc sách ạ. Có sách hướng dẫn, có bút viết và dây kết nối. Trong hộp đựng dây kết nối này sẽ có 3 ngòi bút thay thế. Chị cất giữ 3 ngòi bút này cẩn thận giúp bên em. Ngoài ra thì trong combo của mình sẽ được tặng thêm một giá để bàn, một miếng dán màn hình, Vbox xin phép dán luôn giúp mình. Một bao da chính hãng, một túi chống sốc và một loa kết hợp đồng hồ của Masco ạ.